cản phá. Cơ ơi! Cầu thủ của U23 Việt Nam đã ngã trong vòng cấm nhưng không có 11m. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền. Có lẽ đó là đường chuyền của Văn Toàn. Công Phượng. Đường chuyền cho Văn Toàn. Rất hay. Văn Toàn. Văn Người. Cơ hội. Điểm. Không vào. Đường chuyền cho Văn Toàn. Đông Triều đang ghi điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Văn Toàn. Rất hay. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Cơ hội, Công Phượng. Không được. Lợi thế dành cho U23 Việt Nam. Văn Toàn. Công Phượng. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.